Hello, chào mừng các bạn quay trở lại Slender Zian gì đây? Skull à? Slender Zina The Kill 2 phần 2 khá khó đấy à? Thì nên biết khó rồi. Có đúng một lối đi và một lối ra thôi. Sao thì con này nó không dí mình đây nhỉ? Bay à? Chuyển sang cái game Tiny Titan. À đây, cái nhiệm vụ ngay bên dưới nào. Tới siêu thị ngay.
con bum ra gì đó. Bla 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 ở đây mua luôn rồi, xong rồi xong nhiệm vụ anh đi đưa trong này nào. Đi vàng mà xong đưa mình nào. Đấy, mua rồi. Mình bị ông đấy lừa rồi, nên mình sẽ quay lại đánh nhau ông đấy một trận. Phải mình sẽ mang đội hình mạnh nhất của mình ra. Một đòn là xong rồi. Đấy, xong. Quá đơn giản. Rồi, tiếp theo là con game PvZ ha. Lại đây rồi, lại ok. Hai con update xong. Không được coi mình sẽ dùng con này. Đặt cho không vào đường map này rồi. Một quả ớt. Okay. Mấy cái này là một.
con vào. Ô không chơi được à? Nhảy nào. Sai. À. Mà cho ăn gà đi. Con này buồn ngủ quá. Răng cho nó nào. Đánh răng cho nó. Sai. Con này muốn ngủ à? Con này cho đi giày đầm. Xong xuôi đầu đuôi câu chuyện tập điện đi ngủ quýt TV show à chuột quýt internet. Đây cái này đập đập đập. Con này thay đổi hình dạng là được. Mình hất bàn đi là xong. Xong luôn.
Mày kêu xong luôn. Ta nè. New game. Easy start. Trời. Không chơi được rồi, hãy chơi cho con rồng này đi. Play. Rồi to hơn 40 kim cương. Con này đẹp hơn đúng. Nga trứng rồng. Dùng con này. Con này được rồi. Chơi. Đây. À, chúng mày phải khiếp sợ với con rồng rắn này. Bay lên trời cao ta. Ôi, bay. Ôi, rơi xuống dưới ạ. À, không lên được nữa. Đây, chỗ này có người đây. Đây, đây. Trời, bay ra ngoài vũ trụ luôn. Trứng rồng quá. Chỗ này không đi đâu. À. Đi nào. Rồi, xuống dưới rồi. Con rồng này không chơi được trên đáy rồi. Cái con rồng này Yeah.
Đón tấn công con rồng này. Ok, mình sẽ kết thúc video ở đây. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, subscribe nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.